Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay chúng ta vẫn tiếp tục nghiên cứu Kinh Tạng Nikaya. Hôm nay Thầy đến với đại chúng với bài kinh có tựa đề là Khổ Vui Do Mình. Một thời Đức Thế Tôn trú ở Savatthi, Ngài dạy các tỳ kheo thế này: Này các thầy tỳ kheo, thành tựu năm pháp này, tỳ kheo ngay trong hiện tại sống đau khổ với tổn não, với ưu não, với nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung được chờ đợi là ác thú. Thế nào là năm? Phật dạy các thầy tỳ kheo mà cũng là dạy cho tất cả chúng ta. Nếu ai mà có đủ năm cái yếu tố này, gọi năm cái pháp này, thì cái người ấy hiện tại sống đau khổ với tổn não này, ưu não này, nhiệt não này, ba cái não, và sau khi chết đi đó, thân hoại mạng chung, thì cái chờ đợi mình đó chính là ác thú, tức là đọa lạc. Thì năm cái yếu tố này là những cái gì? Chúng ta nghe Phật dạy: Này các thầy tỳ kheo, tỳ kheo không có lòng tin, sống trên đời này không có lòng tin, xuất gia tu hành không có lòng tin, không có lòng hổ thẹn, không có lòng sợ hãi, biếng nhác và ác tuệ, tức là cái ác trí tuệ, tức là tà chi tà kiến đó. Nếu thành tựu năm cái pháp này thì này các tỳ kheo, ngay trong hiện tại sẽ sống đau khổ với tổn não, ưu não, nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung được chờ đợi là ác thú. Thì thưa đại chúng, Phật dạy ai thành tựu năm cái yếu tố này thì ngay đời này là đầy đủ đau khổ đấy, rất khổ. Yếu tố gì? Thứ nhất, sống trên đời không có lòng tin, rồi xuất gia thì không tin Phật, không tin Tam Bảo, không tin được là có con đường giải thoát, đi tu là đi tu thế thôi, hoặc vui vui thì đi tu, nghe không? Hay là nghe bảo đi tu thì giờ sướng lắm, nhàn lắm, thế là đi, chứ chả tin Phật, tin Pháp ấy. Cũng gọi là người ta ở đời người ta gọi là ẩn dương nương Phật đấy, trốn tránh trần gian để nương náu cửa Phật, vào đây cho nó nhàn thân. Đấy là một dạng cũng không có lòng tin với Tam Bảo, chính Pháp. Hay có dạng vào trong chùa để kiếm miếng cơm manh áo, lấy đây làm cái nghề, cái nghiệp, nghe không? Đấy, để rồi mà hưởng thụ. Cái dạng này cũng không có lòng tin với Tam Bảo. Thế còn ở tại gia, không có lòng tin, không có tin Tam Bảo, mà có khi cũng chẳng tin có trời, đất, thánh thần gì cả. Kể cả tin Chúa cũng không tin, không có lòng tin. Không tin cái gì? Như thế. Cái người trên đời mà không có lòng tin một cái gì thì thật đáng sợ. Thì chúng ta cũng biết đấy. Cái người ấy nghĩa là cái gì người ta cũng có thể làm được. Chúng tôi tin đâu, làm gì có đời sau, làm gì có kiếp sau, chết rồi là hết. Không tin, cũng chả tin có trời. Ai bảo là trời có mắt mà là đâu? Tôi nhìn thấy mắt trời bao giờ đâu. Nghe không? Tôi nhìn thấy ông trời bao giờ đâu. Ông Phật tôi cũng còn chưa nhìn thấy. Tôi chỉ nhìn thấy cái tượng này thì người ta nặn ra, người ta đục đéo, người ta chạm ra thôi, chứ tôi đã nhìn thấy ông Phật đâu. Không tin. Không tin trời, không tin Phật, không tin có thánh, có thần. Không tin có kiếp sau, không tin có nhân quả gì cả. Thì chúng ta thấy cái người ấy còn sợ ai nữa? Người ấy thì làm gì người ta cũng dám làm hết đấy. Cái người ấy chúng ta thấy rất dễ ác, rất dễ ác, không có một đức tin gì. Mà quả thực á, thưa đại chúng, cái người dù có đức tin với một tôn giáo nào
Nói chung là người ta cũng là người có nề nếp, người ta sống, người ta có cái kỷ luật. Ở đây Thầy chưa nói chi tiết từng tôn giáo, nhưng người ta có đức tin thế, là người ta cũng biết khép mình vào, người ta cũng biết sợ tội lỗi đấy. Cho nên chả tin gì thì chả sợ gì nữa. Nhất là tin, không tin có đời sau. Thưa đại chúng, không tin có đời sau là cái gì mình cũng làm bừa hết được. Nghĩ rằng chết là hết là thôi rồi. À, chết là hết mà. Cho nên sống gấp rồi là mọi cái là từ đó sinh ra. À, hưởng thụ ngay. Đấy. Đấy là cái người không có lòng tin. Thì đây cũng là một cái duyên để đưa người này đến đau khổ. Cái thứ hai là không có lòng sợ hãi. Nào, đấy. Đã không tin thì nó cũng không sinh ra cái tâm sợ hãi. Nào, không sợ gì cả. Làm gì có trời đất thánh thần gì, ai phạt đâu mà sợ. Nghe không? Đấy. Cái này bây giờ còn nhiều người như thế đấy. Sợ gì đâu. Đấy. Làm gì có trời đất, không có gì sợ. Cứ làm đi. Đâu? Đấy. Làm việc ác đã thấy quả báo đâu. Các vị chỉ nói quả báo để dọa nhau thôi. Ví dụ thế, nhân quả dọa nhau. Họ không sợ. Đấy, cho nên nhiều Phật tử bảo bạch Thầy đấy, tại sao những người làm ác thế mà không thấy quả báo? Thầy cũng phải đành, nếu mà Thầy bảo quả báo ngay thì đúng là chẳng ai dám làm ác đâu, vì quả báo nó cũng không đến ngay được. Giống như cái cây mình trồng, có phải trồng này cái ngày mai con có quả ngay thế đấy. Làm gì có cây như thế được. May ra thì Thầy nói là xem trong tivi đấy. Và mình trồng cây nó làm một lúc sau ra quả, ra hoa, ra quả ngay được. Trên tivi thì có thể có. Chứ còn ngoài thật, sự thật là không có được cái chuyện đấy. Cây quả nó phải có năm, có tháng. Bây giờ thì cũng rất nhiều giống ngắn ngày, nhưng mà cũng phải hàng tháng mới ra quả được. Không thể nhanh được, nó phải có ngày có tháng. Đấy, nhưng mà vì lúc cái quả nó chưa đến ấy, thì cái người này, người làm ác này, người ta không sợ, người ta không tin. Nó không tin đâu. Trong Pháp Cú Kinh Phật dạy đấy, khi quả ác chưa đến ấy, thì người làm ác không sợ hãi. Vào, đấy, họ cũng sợ hãi. Còn khi quả ác đến rồi thì người làm ác đau khổ, đấm ngực, than vãn. Đấy. Cho nên chỉ một cái nhân quả thôi ấy, mà rất nhiều người cũng không tin vào, và họ không sợ. Họ không sợ đâu. Đây, làm sao bây giờ chỉ cần là trong xã hội mình ai cũng tin có nhân có quả là xã hội mình đã tốt lên rất nhiều. Lòng người ta phải hướng thiện nhiều. Đấy, chỉ gieo được cho mọi người đấy. Cho nên trong kinh Nhân Quả Phật dạy đấy, ai tụng trì kinh này thì sẽ nhiều kiếp được làm vua. Tụng trì, hành trì, tụng đọc và hành trì theo kinh Nhân Quả sẽ được làm vua. Chứ mà không đâu. Cái phước của người ta tăng lên, người ta sẽ được có duyên làm vua. Ai mang đội kinh này, nhân quả đấy, kiếp kiếp được làm vua. Trong kinh Nhân Quả Phật dạy. Đấy, cho nên cái người mà không có cái tâm sợ hãi, đây là một cái nhân để người này chịu quả khổ. Thứ nữa, người biếng nhác, thành tựu được cái biếng nhác, tức là lười biếng đấy. Người ở trên đời mà biếng nhác thì người này cũng sẽ được cái quả đau khổ. Lười biếng. Trong kinh Bát Đại Nhân Giác thì dạy hễ biếng lười thì trụy lạc. Cái lười biếng nó sẽ cho mình rơi rớt đọa lạc. Tất cả những người ở trên đời đa phần đọa lạc do lười biếng. Đấy. Có tiền rồi không làm, ăn chơi thì bắt đầu đọa lạc. Hoặc là lười, cái tâm lười biếng, đã lười biếng thì lại thích hưởng thụ, rồi từ đó sinh ra đọa lạc. Mấy anh lười không có tiền giờ thì phải nghĩ ra cách làm sao có tiền nhanh nhất để đi ăn cắp cướp giật đấy thôi. Thôi, còn người ta thì nhanh thôi, lười không muốn làm. Bây giờ còn bây giờ hàng ngày đi đạp xích lô, hàng ngày đi lao động, đi đóng gạch, đi đào than ấy, thì rất vất vả. Vất vả như thế thì những cái người đã chăm chỉ như thế họ lại không có cái tâm hưởng lạc. Họ biết quý trọng cái thành quả của người ta.
họ không hung tàn. Còn cái anh đi ăn trộm ăn cắp cướp giật của người ta được ấy, cái tiền đấy nó không không phải nhọc lắm, nó phi nghĩa, cho nên là có tiền đấy rồi là nghĩ cách ăn chơi cho hưởng lạc hết đấy. Đấy, cho nên cái biếng lười nó dẫn đến cái đau khổ, cái đọa lạc ở trên đời. Người nào biếng lười cũng thường dẫn đến cái đó. Đấy, nhưng còn đa phần chúng ta ở trên đời, hễ trong bất kỳ nghề nghiệp công việc nào mà lười biếng, không làm việc, không tu dưỡng thì đều đi đến chỗ đọa lạc. Cái sự thành công nào cũng thế, không có cái bước chân của cái người lười biếng vào thế nào đấy, trên cái con đường đi đến thành công không có dấu chân của những kẻ nhút nhát và lười biếng, không có. Phải là người tận tâm tận lực chăm chỉ, ngành nghề nào cũng thế, những người đấy mới thành tựu được. Nếu cái người không có trí tuệ, người ta chăm chỉ người ta cũng bù lại được, người ta gọi là cần cù bù với cái thông minh cũng thành công. Nên cái người lười biếng thì người đó đa phần hướng đến cái sự đọa lạc. Đấy. Cho nên làm sao chúng ta biết cái này, phải dạy cho con cháu mình chăm chỉ làm việc, đừng để thời gian chúng nó nhàn rỗi nhiều. Đấy. Nhàn cư là vi bất thiện. Ở không nhàn rỗi là sinh ra các cái tâm bất thiện rất nhiều. Đấy. Bao nhiêu chuyện toàn từ thế đó. Cho nên cái lười biếng này sẽ dẫn người này đến cái quả đau khổ. Rồi, người này không có cái tâm hổ thẹn, không có lòng tin, không có tâm hổ thẹn. Hổ thẹn trong Đạo Phật mình gọi cái từ Hán gọi là tàm quý. Tàm nghĩa là hổ, mà thẹn tức là quý. Đấy. Tàm hổ nghĩa là gì? Là mình hổ với người. Thẹn nghĩa là thẹn với mình. Thấy không? Hai chữ hổ thẹn chúng ta hiểu thế. Hổ tức là mình ngại với mọi người. Thẹn là mình ngại với chính lòng mình. Bây giờ mình làm cái việc này á, để mọi người biết thì rất là xấu hổ. Xấu hổ lắm, chui xuống đất ấy. Nghe không? Còn nếu không có mọi người biết thì mình thẹn với lòng mình. Mình như thế này mà lại làm như thế ư? Phải không? Phải không? Mình ở cái cương vị này mà lại như thế ư? Rất là đáng thẹn. Đấy, cho nên cái chữ hổ thẹn là nó có cả hai thứ nghĩa như thế. Với người và với mình. Cho nên Phật dạy ấy, trong các cái thứ trang sức đẹp đẽ, đối với người đệ tử Phật thì cái trang sức đẹp nhất chính là cái tâm hổ thẹn này, tàm quý này. Người có tâm tàm quý, đấy là người ấy được mang cái trang sức đẹp nhất đấy. Không biết hổ, không biết thẹn thì người này cũng là người ác. Cái gì cũng làm được. Có hổ thẹn gì đâu. Nghe không? Thưa đại chúng, cái ăn cái mặc của mình này cũng giúp cho mình ấy, giữ gìn được cái tâm tàm quý đấy. Đấy. Cho nên ở nhà vào chùa mình, thầy có cái biển đấy, những người mặc quần áo ngắn hở hang không được vào chùa lễ Phật. Không phải mình làm khó gì cả. À, nhưng cũng là để giúp cho họ lớn thêm cái tâm hổ thẹn. Đương nhiên là cửa Phật là cửa trang nghiêm, chỗ tôn nghiêm. Thì cái người mà biết về cái chữ tôn nghiêm á, họ đến họ phải trang nghiêm thế nào. Nhưng mà bây giờ nhiều vị đi lễ chùa nói đó, nhưng mà không nghĩ, không biết cái này. Họ không biết hổ thẹn. Và rõ ràng là đi hành hương lễ bái, nhưng mà mặc váy ngắn rất hở hang. Thanh niên bây giờ rất nhiều vị thế, mà con gái đó. Đáng nhẽ như khi mà như thế, nếu người ấy mà ở nhà mà có giáo dục ấy là không dám đến chùa đâu. Đến chùa người ta phải mặc quần áo kín đáo. Nhưng mà nhiều vị là nhiều cháu là cứ thế là đến chùa đấy. Nên thầy đè cái biển dưới kia là quần áo váy ngắn là không được vào chùa lễ Phật. Rõ ràng thế. À thì họ biết, phải biết hổ thẹn. Ở cái chỗ này là chỗ tôn nghiêm, không phải chỗ để mình khoe. Giúp cho họ thêm cái hổ thẹn. Cái trang phục này là trong kinh Phật dạy cũng thế, cũng là giúp cho mình thêm lớn cái tâm hổ thẹn. Cho nên ấy, mình làm cách nào để mình được lớn cái tâm hổ thẹn, nghe không?
Trong tu hành cũng thế, mình hổ thẹn với huynh đệ, tại sao người ta tu, người ta tiến bộ mà mình mãi tùy tụt, mình không tiến, phải đáng hổ, đáng thẹn. Tại sao người ta giữ được giới luật thanh tịnh mà mình cứ tái phạm liên miên, phải hổ, phải thẹn. Nghe không? À. Rồi tại sao người ta tinh tiến, người ta làm việc, người ta thành đạt, còn mình không làm được, mình cũng phải hổ thẹn. Đó. Thì những cái tâm hổ thẹn ấy là thiện tâm, thiện pháp rất tốt. Đấy, tam quý. Cái này đại chúng phải trang bị cho mình nha. À, phải trang bị cho mình, biết hổ, biết thẹn. Đấy. Và cái thứ năm là người này có ác tuệ. Ác tuệ tức là trí tuệ ác, hay mình gọi là ác chi kiến. Chi kiến ác, tà chi kiến, không có chính chi kiến. Không có chính chi kiến, không hiểu đúng chính lý. Đi mang tiếng đi theo đạo Phật, học Phật nhưng mà không hiểu, không tin, không hiểu đúng chính pháp. Đã. Vẫn mê muội theo những cái tà kiến. Nghe không? Đi học Phật nghe các thầy dạy rõ ràng ấy, à, muốn có tài sản phước báo thì phải tu cái nhân có tài sản, phải bố thí cúng dường, mà không làm. Về cứ đi chỉ đi xin không, rồi đi lên bà chúa kho để vay tiền ấy. Xuân này nó cũng nhiều vị đi lên bà chúa kho vay tiền, vay tiền bà về để rồi nó sao đấy, để rồi nó cho nó có lộc. Thế rồi đi xin lộc. Cái tục mà dân mình đi đến chùa cứ bẻ cành cây, lá cây mùa xuân ấy, để lại nghĩ thế là mang về là nhà mình sẽ có lộc, thì cái đó nó cũng không đúng, cũng là sai đấy. Nghe, mình biết cái lộc về tài sản của mình nó phải do cái sự bố thí, sự cúng dường, đó, nó mới thành tựu được. Nhân nào nó đi quả đấy. Đó. Thế mình không tin. Đó. Thế thì cái ác tuệ này hay cái tà chi kiến này là cái mà rất nguy hiểm. Nếu người có tránh chi kiến thì tự nhiên người ta khai triển được tất cả những các cái thiện pháp. Thế còn tà chi kiến rồi nó lệch dữ lắm. Nói không nghe được, không tin được. Mà thầy để ý đấy, những cái vị đi theo tà kiến một thời gian sau nó suy. Đấy, mà rất là đúng trong kinh Phật dạy đấy. Chính kiến, có chính kiến thì phước tuệ ngày càng tăng trưởng. Đi theo tà kiến, phước tuệ ngày càng suy giảm. Rất suy giảm. Đấy. Tà kiến nó mất hết cả phước đức của mình. Cho nên làm sao mà các Phật tử học Pháp để hiểu được chính Pháp, có chính kiến mà lòng tin nó vững vàng thì được. Nên nếu thành tựu năm cái này thì Phật dạy người này ngay trong hiện tại này thôi sẽ sống với đau khổ, với tổn não, với ưu não, với nhiệt não. Sống trong đau khổ. Cái khổ này gì? Tổn hại não, tức là nó buồn. Não đấy, mình gọi là não nề đấy. Buồn. Buồn của cái sự tổn hại, tức là mình mất mát. Buồn với cái ưu sầu, gọi là ưu não. Buồn với cái nhiệt não, tức là trong tâm lúc nào nó cũng nóng khổ, không được mát mẻ, không được thanh lương. Đấy là những cái não. Người này ngay trong hiện tại sẽ chịu những cái khổ như vậy. Và khi chết rồi thì còn đọa vào ác thú, xuống ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thế cho nên chúng ta thấy cái chính kiến nó quan trọng. Tất cả những cái này nó gốc ở cái chỗ không có tránh chi kiến, nó là gọi là ác tuệ đấy. Nếu được học Pháp có chính chi kiến rồi thì không dính vào những cái như thế này. Không học, không biết. Đấy. Trên làm sao ở chùa mình là xiển dương được cái chính Pháp. Đó. Mọi người đến đây là sẽ được hiểu chính Pháp, được nghe chính Pháp và có lòng tin với chính Pháp. Đấy. Chính Pháp, đó là cái sự tu tập phải quay về chính mình, sửa chính mình. Nhân quả cũng từ mình. Không ai cho, không ai cho không mình nhân quả được đâu. Đã. Rồi Phật dạy tiếp, này các thầy tỳ kheo, thành tựu năm pháp này thì tỳ kheo ngay trong hiện tại sống an lạc, không có tổn não, không ưu não, không nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung được chờ đợi là cõi lành, được sinh vào cõi lành. Thế nào là năm?
Ở đây này các tỳ kheo sống có lòng tin, có hổ thẹn, có sự sợ hãi, có tinh cần, có trí tuệ. Thành tựu năm pháp này thì này các tỳ kheo ngay trong hiện tại sẽ được an lạc, không có tổn não, không ưu não, không có nhiệt não, sau khi thân hoại mạng chung được chờ đợi là cõi lành. Ngược lại với năm cái điều kia. Cái phần trên là cái người sống không có lòng tin, thì bây giờ mình sống mình có lòng tin, có đức tin. Mà chúng ta tin đây, tin ai? Tin Phật, tin Tam Bảo, tin chính pháp. Nghe không? Lòng tin không lay chuyển. Đấy, tin chắc chắn. Đấy là cái thứ nhất. Tin rằng trên đời này vẫn có những cái bậc minh triết, những có những bậc chứng đắc đã ra khỏi luân hồi sinh tử, mà đặc biệt nhất đại diện là Đức Phật. Mình phải tin chắc cái điều đó. Đi tu phải tin được Phật, Phật là người chân thật, Phật là người giải thoát, Phật là người hết khổ. Mình mong sao mình cũng được như Phật đó. Thứ hai là gì? Mình có hổ thẹn. Và cái kẻ kia họ không biết hổ thẹn, mình có hổ thẹn. Mình phải biết hổ, biết thẹn. Mình có sự tinh tấn, có sự nhiệt tình, tu tập nhiệt tình trong các cái công tác. Đấy, mình có. Mình có trí tuệ, có chánh trí tuệ, có lòng tin chân chính, có trí tuệ chân chính. Đấy, nếu mà thành tựu được năm pháp này thì ngay trong đời này người ấy được an lạc, không bị khổ của những cái nhiệt não, những cái ưu não, những cái tổn não nó gây ra cho mình. Ở đây Thầy đảm bảo không phải các thầy tỳ kheo, các vị xuất gia, mà ngay các Phật tử mà có đủ năm cái yếu tố này mình cũng sẽ được an lạc. Nghe? Thành tựu được năm cái này mình sẽ có an lạc, Phật khẳng định như vậy. Mình sống mình sẽ bình an. Nếu không thành tựu cái này thì mà trái lại thì mình sẽ đau khổ. Ở đây Thầy chỉ nói đấy, mình có cái đức tin thôi đã giúp cho mình an rất nhiều. Nhất là các quý vị mà đến lúc sắp lâm chung đấy mà không có đức tin thì thật sợ, sợ lắm. Và có lúc ấy mình tin Phật rồi, một cái lòng tin thôi đã giúp tâm mình được an. Mình tin mình chết, cả đời mình từ ngày mình quy Tam Bảo giờ mình sống, mình làm việc thiện theo các thầy, hành thiện pháp, sống tốt, mình tin là Phật sẽ không bỏ mình. Các vị thiện thần chư thiên không bỏ mình. Mình tin được như vậy, mình đã an lạc rồi. Thế còn cái lúc ấy mình kiểm lại cả đời mình chưa từng làm được thiện pháp gì, cũng chẳng tin Phật Thánh gì cả, rất sợ. Đấy, đảm bảo thì nói lúc cái tâm nó rất hoảng loạn. Mà hoảng loạn là đọa lạc thôi. Đấy, một cái pháp lòng tin đấy đã được lợi ích như vậy rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy như năm cái yếu tố này mình phải trau dồi cho mình. Thứ nhất là đức tin. Mà đức tin này để cho nó chắc chắn là mình phải qua các sự thử thách đấy. Phải học pháp mới có lòng tin. Không phải cái lòng tin một cách mù mờ. Nghe không? Học giáo pháp để tin Phật tuyệt đối, tin chính pháp một cách tuyệt đối. Thứ hai, trang bị cho mình cái tâm hổ thẹn. Hổ với người, thẹn với mình, với những việc xấu xa tội lỗi mình làm. Mình phải biết hổ thẹn. Hổ thẹn với nhân cách của mình nó thấp kém, nó bạc nhược, mình phải hổ thẹn. Đấy, hổ thẹn với cái đó. Để mà mình tự mình đào luyện mình, cho mình cứng cáp lên, cho mình là người sống có lý tưởng. Thứ ba là mình phải tinh cần, không biếng nhác. Tự rèn cho mình cái tính chăm chỉ, cái tính yêu thiện pháp, nhiệt tình với thiện pháp. Như cái lời Phật dạy đấy, là chúng thiện phụng hành. Thấy việc thiện là phải nhiệt tình thực hiện ngay, phụng hành ngay. Không phải chần chừ, không phải đợi người ta thúc giục hay ép mình đi làm, mình mới đi. Rồi gì? Mình phải có cái tâm biết sợ hãi với tội lỗi, biết sợ hãi với quả khổ. Nghe không? Đấy, có được cái tâm sợ hãi đó. Đấy, như là cái Nico Diệu Hân đó, có được gọi là đưa xuống địa ngục
trong một cái cơn mà chết giấc, cô được đưa xuống địa ngục, cô thấy các cảnh địa ngục rồi, cô quá sợ rồi. Về là thôi rồi, không dám làm một cái gì ác hết đấy. Đấy. Tất nhiên bây giờ thì Thầy cũng muốn cho các Phật tử mình biết cảnh địa ngục thế nào, nhưng cũng có phải ai cũng có duyên được đi vào địa ngục đâu. Đấy. Cũng giống như bây giờ, ai vào trong tù rồi ấy, thì mới thấy được ở tù người ta tra tấn đánh đập thế nào khổ. Còn bây giờ mình thì cũng nói thế thôi, còn mục sở thị, mắt nhìn thấy thì mình chưa được đâu. À, có phải ai cũng được vào trong tù đâu. Đấy. Còn vào địa ngục thế cũng không phải ai cũng được vào. Mình nghe nói, tôi nghe kinh Phật tả các cái cảnh khổ trong địa ngục thôi. Nhưng mà mình tin được lời Phật thì mình biết là nó sẽ như vậy đấy. Sẽ rất sợ, rất khổ, khổ lắm. Ngài Mục Kiều Liên mà mang một tí lửa của địa ngục lên thôi mà bảo nếu cái lửa này mà không có dùng thần lực của Ngài, nó sẽ cháy hết tất cả các núi tu di. Cháy hết luôn. Nóng như vậy. Thế mà mình phải vào địa ngục hỏa nhiệt như thế thì mình thử thế nào? Khủng khiếp. Đã. Rồi mình trau dồi cho mình có chính trí tuệ bằng cách học chính pháp, nghe học chính pháp, tư duy chính pháp và thực hình hành chính pháp để đầy đủ cái chính tuệ, không phải ác tuệ, tà tuệ. Đấy, thưa đại chúng, nếu mà mình thực tập được năm cái pháp này thì chắc chắn mình ngay hiện đời này mình có an lạc. Mình có an lạc. Không ai làm cho mình dao động, và vì tâm mình nó không có hối hận, vì mình không có làm ác pháp thì mình không có đau khổ. Đấy, chúng ta nhớ như vậy. Mình hành thiện pháp thì tự nhiên nó sinh ra cái không đau khổ, nó sinh ra cái an lạc. Có thể mình nghèo nhưng mình vẫn an lạc, vẫn có. Cái chuyện đấy vẫn có, thưa đại chúng. Đấy, vừa nãy bài trước nói rồi đấy, giàu mà họ vẫn khổ đấy chứ không phải. Phải không? Không hưởng được mà còn khổ nữa. Thế cho nên Thầy nói là cái này này, đấy chính năm cái này nó đem cái an lạc cho mình. Người tại gia cũng như người xuất gia đều phải trau dồi cho mình đủ năm cái này. Đấy là cái tư lương để cho mình đạt đến cái an lạc đấy. Nếu thiếu này là khó được an lạc lắm. Không có lòng tin, không có hổ thẹn, không có sợ hãi, không tinh tấn và không có tránh trí tuệ thì sẽ đau khổ. Đại chúng. Cho hôm nay nói cái bài kinh này để đại chúng phải trau dồi cho mình, phải tích lũy cho mình những cái điều này, những cái yếu tố này để mình có được an lạc. Vì Phật pháp là đưa mình đến chỗ an lạc, không có gì khác cả, ra khỏi khổ đau, mở cho mình trí tuệ, thấy đúng sự thật để cho mình hết khổ đau. Đó. Đấy. Thì hôm nay chúng ta dừng ở chỗ này. Mong rằng đại chúng qua hai bài pháp này, thứ nhất ý, là thấy rõ được ở trên đời cái gì là cái mục đích của mình. Đó là giác ngộ giải thoát. Đó là an lạc hạnh phúc. Đấy là mục đích. Và không phải mục đích ở trên đời là tiền của, là danh vọng, cái đó đều không phải. Và mà muốn được an lạc, hạnh phúc, được giải thoát thì phải trau dồi cho mình những cái yếu tố này. Chính là quay về nội tâm mình. Đấy, đại chúng thấy tất cả năm cái yếu tố này đều là ở nội tâm thôi, ở tâm mình hết đấy. Tin cũng là ở tâm, hổ thẹn cũng là ở tâm, tinh tấn cũng là tâm mình. Và trí tuệ cũng là ở nơi tâm mình. Phải tu rèn cái tâm mình thế thì mới có an lạc, mới có giải thoát được. Nghe à? Đấy, thì mong đại chúng hiểu được cái điều này, rồi về mình học pháp, thực hành. Để nghe pháp để mình phải hiểu được pháp như thế và mình thực hành. Để có chánh trí tuệ nhất khoát phải nghiên cứu Phật pháp, phải học. Chứ không phải nói tự nhiên một cái mà có chánh tuệ ngay được đâu. Phải học, phải đọc, phải nghe. Hiểu rồi thì mới có chánh trí được. Đấy, thì rất mong là toàn thể đại chúng chúng ta thực hiện được để ngay trong đời này mình có cái an lạc. Chúc đại chúng tinh tấn. A Di Đà Phật. Đại chúng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều chọn thành Phật đạo.